Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-sen, cha mẹ Chúa Giêsu đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Thiên Chúa, như đã chép trong lời luật của Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng những lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa rằng: một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và ở đây tại Jerusalem có một người tên là Simeon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, đang đợi chờ niềm an ủi của dân Israel. Thánh Thần ở trong ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không phải chết trước khi thấy Đấng Kitô của Thiên Chúa. Được Thánh Thần thúc đẩy, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây hãy để tôi tới Chúa ra đi bình an, theo như lời Chúa phán, vì chính mắt con đây đã thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa sắm sẵn trước mặt chư dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, là vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người rất đổi kinh ngạc về những điều đã nói về người. Ông Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với bà Maria: đây, trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải bị sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều, bà suy nghĩ nhiều thì được biểu lộ ra trong tâm hồn. Lúc ấy cũng có bà tiên tri tên là Anna, con ông Phanuel thuộc chi họ Ase đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi chồng qua đời, bà thủ tiết cho đến nay 84 tuổi. Bà không ra khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện, phụng sự Thiên Chúa. 9 giờ ấy bà cũng đến, liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu độ. Hai ông bà hoàn tất điều theo luật Chúa dạy thì trở lại xứ Galilea và về thành của mình là Nazareth. Và con trẻ Giêsu lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ân nghĩa của Thiên Chúa ở cùng với người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi góp hai bài tin mừng lại. Bài tin mừng này cho tôi thấy Thiên Chúa là Đấng rất ngược đời. Tôi tưởng rằng và tôi tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, giống như tín điều chúng ta tin, vừa là người vừa là Thiên Chúa. Mà đã là Thiên Chúa, đâu đòi phải dâng mình cho một đấng nào nữa. Không cần, đã là Chúa rồi thì dâng cho ai? Thế mà Chúa Giêsu lại cứ ngoan ngoãn để cho dưỡng phụ và người mẹ của mình bế lên Jerusalem để dâng theo nghi thức người đời. Đúng là ngược đời. Bởi vì nếu Chúa là Thiên Chúa, đâu cần. Mà như vậy thì tôi kết hợp với bài tin mừng của Chủ nhật thứ tư mà cha quản nhiệm viết trong tờ Tình Yêu. Đó là viết về hiến chương nước trời. Đó là những điều dạy căn bản nhất cho những ai muốn được cứu độ, hay là cho mọi Kitô hữu. Cho nên tôi mới gọi, bằng đồng ý với nhiều người thần học gọi, đó là hiến chương nước trời. Mà toàn là những điều ngược đời. Trong dịp Tết vừa qua, nghe rất nhiều thiên hạ chúc nhau cung hỷ phát tài, hay là an khang thịnh vượng, đủ thứ nhiều lắm. Được vui vẻ, được nhiều tiền của, được sức khỏe, vân vân.
Vì người ta tin rằng những người giàu có nhiều tiền của, muốn gì cũng được. Người ta bảo có tiền mua tim cũng được. Ở những nước độc tài, người ta còn dám nói cái này: cái gì không mua được bằng tiền thì vẫn có thể mua được bằng nhiều tiền và rất nhiều tiền. Từ từ rồi nó cũng thấm. Đó là chủ trương của tham nhũng hối lộ. Tức là con người đặt tin tưởng vào tiền của vật chất, thì Chúa Giêsu lại bảo đừng đặt tin tưởng nơi vật chất, nơi tiền của, nơi cái mình có. Cái động từ to have vậy. Mà Chúa bảo hãy sử dụng động từ to be, hãy là chính mình. Rồi Chúa bảo tiền bạc sẽ qua đi, anh em đừng tìm nó, đừng lo lắng cho tương lai, bởi vì hãy tìm nước trời, mọi thứ khác Chúa ban cho. Đừng hiểu theo cái nghĩa là cứ ngồi ì khoanh tay đợi Chúa đem cơm đến. Không phải hiểu vậy, nhưng mà nó hiểu là số lượng tiền bạc và của cải không làm cho chúng ta giàu lên, có nghĩa là không làm cho chúng ta có giá trị trước mặt người khác. Mà chính cái chúng ta là, tức là về nhân cách, về nhân đức, sẽ đi theo mình sang đời sau và có giá trị ngay từ đời này. Cho nên ngược đời, Chúa bảo phúc cho ai có tâm hồn nghèo. Chúa không có nói phúc cho cái nghèo theo nghĩa đen. Cái nghèo tự nó là một cái cơ cực, Chúa không chúc. Thế gian cũng vậy, bảo rằng ai có quyền lực, có thủ hạ thì có thể thẳng tay với những người chống đối mình, khiến ai cũng phải sợ. Chúa Giêsu thì bảo phúc cho ai hiền lành, khiêm nhường, không ai sợ mình. Và chính Chúa Giêsu chẳng ai sợ. Tôi nhớ 5-6 năm trước tôi đi dự trong chùa, thuyết trình viên nói về cái dũng của nhà Phật, thì có một thanh niên hỏi: thưa thầy, cái dũng của nhà Phật là gì, xin thầy tóm tắt lại. Ông thầy rất là từ tốn khôn ngoan: anh nghe những gì anh nói trước đi, nếu thiếu tôi bổ sung. Người thanh niên rất là hãnh diện nói: thưa thầy, cái dũng của nhà Phật là mình không sợ bất kỳ ai, không sợ bất kỳ con gì, không sợ bất kỳ thứ gì trên đời này. Ở cả cái hội trường hoan hô vì anh nói rất là hay, có gì đâu phải sợ. Ông thầy từ từ nói: anh chỉ nói có phân nửa thôi. Cái dũng của nhà Phật là không làm cho ai sợ mình, không làm cho con vật gì sợ mình, không làm cho bất kỳ thứ gì sợ mình. Nó cũng giống Chúa Giêsu, hai bên gặp nhau. Thế gian thì bảo phải tận hưởng cuộc đời này thật sung sướng, bởi vì mình dư giả, vì đời chỉ sống có một lần. Chúa Giêsu thì bảo những gì có giá trị trong cuộc sống đều đến từ đau khổ, nước mắt, mồ hôi và hy sinh. Thật khó. Thế gian bảo hãy sống phóng túng đi, là vì tuổi xuân chóng quá. Chúa thì bảo hãy giữ lòng khiết tịnh, là vì nó sẽ giải thoát mình khỏi nô lệ, để từ đó mình nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa. Nếu không, cặp mắt mình chỉ nhìn thấy vẻ đẹp trần tục. Thế gian bảo hãy gây chia rẽ để cai trị người khác, để mình có giá hơn. Chúa thì bảo phúc cho người nào đi làm hòa. Hai người đang xích mích mà một người đến làm hòa, người đó được chức vị cao nhất trong cái hiến chương nước trời. Quý vị biết rồi, đó là được gọi là con Thiên Chúa. Mấy cái kia vẫn ở bên ngoài, nhưng cái câu này, ai giải hòa cho người khác, người đó được gọi là con Thiên Chúa. Vân vân, còn nhiều, tôi không dám nói vì thời gian mình ngắn. Cho nên nhiều khi ngẫm lại tôi thấy Chúa là một đấng ngược đời. Đúng, tôi không nói hỗn. Tôi tưởng rằng lúc làm người Chúa phải chọn một dòng tộc thật tinh khiết, không tì vết, bởi vì Chúa là đấng thánh. Vậy mà Chúa chọn một dòng tộc của David đó. Và trong Cựu Ước, cái dòng tộc đó có quá nhiều tội lỗi, có gái điếm, có loạn luân,
có cha cưỡng hiếp con, vân vân. Ôi trời ơi, đọc lại thấy chóng mặt nhức đầu. Mà Chúa không lựa cho mình môn đăng hộ đối để tuyển một dòng tộc thật tinh khiết. Chúa làm việc ngược đời. Rồi tôi tưởng rằng Chúa phải chọn một phụ nữ nào quý tộc, giàu sang, chắc phải là xinh đẹp hơn chị Lan ngồi trước mặt tôi, phải quý cái phong cách thật là quý phái. Ai ngờ Chúa chọn một thôn nữ, một cô gái rất bình thường. Tôi không tin là Đức Mẹ đẹp như hoa hậu đâu, không tin. Thời đó mà đẹp như vậy, vua Chúa nó hốt về dinh hết. Đức Mẹ đẹp cái khác ở bên trong. Ai ngờ Chúa lại chọn một cái người con gái không có danh tiếng gì hết, gia đình cũng nghèo. Tôi tưởng Chúa sẽ làm gì để ngăn cản ông vua Herodê chứ, không cho ông ta lạm quyền đi giết trẻ con chỉ vì muốn giết Chúa. Ai ngờ Chúa lại để ông làm, và cả cha lẫn mẹ âm thầm bế con đi vượt biên. Tôi tưởng tôi thấy gia đình Chúa làm ăn vất vả trong xưởng mộc. Đáng lẽ như một số sách thánh truyền nói rằng một hôm ông Giuse cưa cái bàn, mà vì canh không kỹ một cái chân nó ngắn hơn. Người ta đặt hàng mà, đấy là trong sách nhỏ nhỏ tôi đọc đó. Rồi nếu mà phải cưa hết ba cái chân còn lại thì thứ nhất mất giờ, thứ hai không đúng kích thước khách hàng đã đặt. Thế là kêu Chúa Giêsu ra, con thấy không? Thế là lẳng lặng Chúa kéo cái chân nó ra. Phép lạ. Làm gì có chuyện đó? Tôi chắc chắn là Chúa bảo, bố ơi, bố lấy khúc gỗ khác đóng lại. Chúa phải làm ăn vất vả, hai cha con làm trong cái xưởng mộc. Vất vả đến mức độ Chúa chưa ra cuộc đời công khai thì Giuse đã chết rồi. Chết lúc nào không ai biết. Chúa vẫn phải dùng đôi tay của mình để làm ăn lao động như mọi người. Tôi tưởng rằng Chúa xuống trần thế thì phải tính chuyện cứu thế một cách cấp kỳ. Búng tay là cứu được hết, sớm được chừng nào hay ngày đó. Ai ngờ Chúa cứ lặng lặng đợi 30 năm. Trời đất ơi, 30 năm. Rồi 3 năm đi giảng dạy. Rồi chưa được gì hết, nó giết mẹ nó rồi. Chết. Công cuộc chưa xong. Thấy tội nghiệp thiệt, ngược đời. Tôi cũng nghĩ rằng Chúa phải ra mắt dân chúng trong một cuộc là đại lễ rầm rộ hơn hội chợ Tết trong hai đêm vừa qua. Có múa lân, có đánh trống, có đốt pháo, có thổi kèn, có tiền hô hậu ủng, có tuyên ngôn nảy lửa, có dân chúng hoan hô. Ai ngờ Chúa lại trà trộn giữa đám đông như một người có tội để đến xin ông Gioan rửa tội. Ngược đời. Tôi cũng tưởng rằng Chúa vào thành Jerusalem phải ngồi trên chiến xa hay ít nhất cái kiệu, rồi phải có đoàn ngự lâm quân đi hai bên bái hầu, rồi có các cung phi mỹ nữ đi mé trước mà vũ điệu tung hoa. Chúa ngồi trên con lừa mà con lừa đi mượn. Con lừa là cái con không ai mà sang trọng ngồi lên để kéo xe thôi. Người nghèo mới sử dụng con lừa để di chuyển. Tôi tưởng là Chúa xây dựng nước trời bằng khởi sự mua một khu đất có mặt bằng, mở trụ sở, rồi cất một cái nhà nguyện nó rình rang, người ta sẽ lưu lại bao nhiêu thế kỷ. Ai ngờ suốt cuộc đời Chúa đi đầu đường xó chợ, ở nhờ nhà người ta, còn không thì vô vườn cây dầu bên bờ suối, bên khe núi mà sống. Tôi tưởng rằng Chúa tuyển lựa người rất, những cán bộ nồng cốt của Chúa phải vừa hồng vừa chuyên như nhà nước ta bảo. Không, Chúa tuyển mấy người dân chài, gặp, kêu, mời. Và tôi tưởng rằng Chúa phải tuyển lựa và theo dõi kỹ. Không ngờ cái ông mà Chúa chọn làm thủ lãnh thì nhát cấy đi chối Chúa, chối tới 3 lần. Còn một cái ông được tin cậy để giao cái quản lý tiền bạc thì lại đi bán Chúa. Chúa cũng ngược đời. Tôi tưởng Chúa chọn nhiều người có bằng cấp, biết tính toán, nhưng không, tôi lầm.
Tôi lại tưởng rằng Chúa sẽ trả lương cho các ông ấy bội hậu, rồi cho mặc đồng phục có huy chương, có cấp bậc. Không ngờ Chúa bảo cứ thương yêu nhau đi. Đó là thứ đồng phục của mình, cờ xí của mình. Người ta cứ nhìn thấy anh em thương yêu nhau thì người ta biết anh em là môn đệ của tôi. Ngược đời, tôi tưởng Chúa sẽ căn dặn các môn đệ phải lo năng đi nhà thờ, đi dự lễ để chịu khó vâng lời, phải sống đạo đức, giữ mình sạch sẽ là điều quan trọng nhất để được thánh thiện. Ai ngờ Chúa nhấn mạnh có một điều là hãy yêu thương. Mấy cái kia Chúa nói hãy có yêu thương sẽ làm được. Tôi cũng tưởng Chúa sẽ cứu chuộc nhân loại bằng cách nói với Chúa Cha, xin Cha cứu, rồi Chúa đi về khỏe ré. Không ngờ Chúa chấp nhận chết như vậy. Tôi tưởng suốt 33 năm Chúa dư sức và dư thời giờ để bắt mọi người phải tin. Trong lòng Chúa xúi người ta tin được. Tôi tin quyền năng Chúa làm được. Chúa không làm. Chúa cứ để mọi người tự do. Rồi có người nói, tôi cóc cần sự cứu độ của ông. Chúa cũng gật đầu, nói, ta đợi. Chúa ngược đời. Thật có lúc tôi nghĩ Chúa làm toàn chuyện ngược đời. Mà giả như chúng mình là Chúa, không làm vậy đâu. Phải giải quyết cách nào khác tiện lợi nhất. Nhưng đọc kỹ lại phúc âm, nhất là tin mừng của bốn thánh sử, tôi thấy chúng ta tính toán trật lắm. Đường lối của Chúa là nó ngược đời với đường lối thế gian. Chúa nhìn xa thấy rộng, Chúa biết mình cần cái gì, Chúa ban cho mình. Chứ đừng tưởng làm theo mình, làm theo ý mình. Bao nhiêu lần tôi cầu nguyện, thật ra là tôi đặt một chương trình rồi vạch ra cho Chúa đi và yêu cầu Chúa thực hành. Đó là tâm trạng của mình. Tôi không đặt ra thêm, tôi lấy cái của tôi để tôi đối chiếu ra. Tôi thấy như vậy không đúng. Đó là tôi theo ý tôi. Cho nên thậm chí tôi yêu cầu Chúa làm rồi, và nếu tôi đã theo ý Chúa rồi thì tôi yêu cầu Chúa phải trả công. Tức cười, thấy tội nghiệp cho mình. Cho nên khi đọc đi đọc lại tin mừng, nhất là hiến chương nước trời, chúng ta thấy, chúng ta phải nhìn nhận một điều là chúng ta khác với Chúa. Chúa ngược với chúng ta. Thì cái lỗi lầm lớn nhất là từ trước đến giờ mình không có đi tìm Chúa mà mình đi tìm mình. Đó là cái lỗi lầm lớn nhất. Chính Đức Cha Bùi Tuần đã thú nhận đó trong cái lời nguyện kết thúc của Ngài. Thật dễ thương. Lạy Chúa, con hứa với Chúa từ nay con sẽ đi tìm Chúa và nài van Chúa ở với con. Bởi vì có Chúa ở với con sẽ biết rõ con phải sống làm sao, làm cái gì, và chấp nhận những gian khổ, không coi đó là chuyện làm trở ngại trên đường về nước trời. Và xin giúp con để chọn lời Chúa hay tin mừng là mạch sống, là sự khôn ngoan tột cùng mà Chúa gửi gắm trong đó. Xin cho chúng con chấp nhận đi theo Chúa là cũng chấp nhận những chuyện ngược đời giống như Chúa vậy. Xin Chúa ban cho mỗi gia đình chúng ta trong thánh lễ này biết dâng của cải của mình đã đành, sức khỏe mạng sống của mình, đừng quên dâng con cái mình cho Chúa trong dịp lễ hôm nay.